Xin chào các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ lại làm một cái video mới về cái cây hoa cúc thân gỗ. Hôm nay cái cây cúc thân gỗ của mình lúc này nó đang bị ngả do cái trận mưa gió chiều hôm qua. Và bây giờ mình sẽ làm cái cọc để mình sẽ buộc mình lưng cái cây cúc thân gỗ này của mình lên. Bây giờ mời các bạn cùng xem video của mình nhé. Đây là một cái cây cúc thân gỗ của mình trồng đã được 4-5 tháng rồi các bạn ạ. Bây giờ mình muốn tạo cái dáng chi thì mình coi như là sẽ buộc cái cọc để mình nâng cái cây này lên các bạn. Đây, trên cây đang nở hoa rất là nhiều đấy các bạn. Đây, do cái trận gió chiều hôm qua kèm theo mưa nên cây lúc này đang bị ngả các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ dùng một cái cọc như này, mình sẽ đóng vào ngay gần cạnh gốc cây rồi các bạn ạ. Mình sẽ nâng đỡ cái cây này lên để mình tạo nó thành cái dáng chi cho nó đẹp các bạn, chứ không nếu mình để làm chỉ cần 1-2 trận dông nữa là nó sẽ bị sập. Này, lúc này mình cắm một cái cọc lên rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ buộc níu cái thân cây vào cái cọc này. Mình sẽ tạo một cái cúc thân gỗ dáng chi thật đẹp. Bây giờ mình sẽ dùng cái dây này mình buộc mình gò nó lại các bạn. Nhảy gò vào cái cọc này, cái phía trên cây này, cái tán này nó rất là nặng, gặp mưa gió là nó sẽ bị quật đổ các bạn ạ. Quật đổ thì nó dẫn đến lỏng gốc thì cái đầu rễ nó sẽ bị đứt. Cái đầu rễ nó đứt thì dẫn đến cây sẽ bị chết dần các bạn. Nên là việc cắm cọc và trăng dây lưng đỡ các loại cây mùa này rất là quan trọng các bạn. Vì mưa to dông tố nó sẽ quật đổ bất cứ lúc nào. Lúc này mình đã buộc xong rồi các bạn, mình đã đóng cọc và trăng dây rồi để tạo cho cây cúc thân gỗ này nó vững chắc, nó khỏi đổ các bạn ạ. Và dần dần thì mình sẽ tạo tán, mình sẽ uốn để mình tạo tán nó phát đều ra xung quanh để cho gió mưa thì nó cân bằng, nó không bị toạc cái cành ra các bạn. Đấy, một cây cúc thân gỗ thoát thân khoảng độ 50 cm các bạn ạ. Rất là đẹp các bạn này. Đang mùa này đang là mùa hoa các bạn. Cái cúc thân gỗ này thì nó trên cây thì nó hay bị cái con dẹp sáp các bạn. Con dẹp sáp này thì các bạn phải dùng cái thuốc chuyên trị dẹp sáp hoặc cái nước rửa bát các bạn hòa và các bạn xịt cho nó. Và cái giống cây hoa cúc thân gỗ này nó rất là ưa mát mẻ các bạn nhé, và rất là ưa nước đấy. Hay mùa hè các bạn phải bổ sung nước thường xuyên nhé, nếu nó khô là nó sẽ bị coi như héo cây, bởi vì cây hoa cúc này nó không chịu được nắng nóng trực tiếp đâu các bạn, nên các bạn phải để dưới tán cây hoặc dưới cái giàn nan hay là dưới cái lưới đen nhé, để cho nó mát mẻ. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay hãy đăng ký kênh ủng hộ kênh của mình để mình lại làm ra những cái video về hoa tiếp theo các bạn nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.